condu ya kagak ada yang di kolong itu kan. Sekarang sau cái này rồi, xong chứ cái nào xong. Ừ, chợ Vinh Nghi. Cho chuẩn bị lượng ong mưa gì ra. Tới đây cái bản tính cái quán cứ đi đi. Tới như đi chợ gì. Ong mưa để sao là chết được ong ong. Ai la? Con nó sai xem coi cái gì đây vậy? Sao quá? Thơm mà đi. Cái bay con nó vẫn bất khó.